Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở hộp cái mẫu trò chơi thuộc dòng trò chơi Minifog phần 5 ha, Minifog Freeranger hay là biệt đội siêu nhí hộ vệ rừng xanh. Hôm nay chúng ta sẽ mở một cái mẫu combo của cái nhân vật siêu nhân Vol và chiếc xe mô tô của anh ấy trong cái phần phim này ha. Nó sẽ là combo siêu nhân Vol và cái xe này gọi là Speeder V ha. Thì cái hộp đây chúng ta sẽ thấy ha, giống như cái mẫu chúng ta đã mở, kích thước thì nó cũng gần như vậy. Cái chiếc xe này sẽ có màu xanh. Đây chúng ta vẫn thấy là Mini Ford Yushin Hero. Đây là cái phần bản quyền ở thị trường Trung Quốc. Nhưng hãng Sam Mini Ford họ sẽ đưa cho cái hãng này phân phối và sản xuất những cái đồ chơi liên quan đến ảnh với bộ phim Mini Ford ha. Ở phía sau ta sẽ thấy cái hướng dẫn của cách chơi của cái chiếc xe này ha. Và nhân vật siêu nhân đây, cái xe này nó sẽ có cách chơi như nào thì nó sẽ in ở đây, nó sẽ không có tờ hướng dẫn cách chơi nữa ha, ở trong nữa ha. Mã sản phẩm nó là 805101 ha. Thì đây chúng ta sẽ thấy vẫn chữ là Mini Fortune Hero, đây là cái hãng có đồ chơi cho nó ha. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ mở hộp và lấy con này ra xem cách chơi nó như thế nào. Ở trong hộp chúng ta sẽ có nhân vật là siêu nhân Vol ha, nó cao đâu khoảng 14-15 cm ha. Đây là cái nhân vật chính ha, xuyên suốt là 5 cái phần mini Ford rồi ha. Thì ở phần mini Ford này hình như chỉ có 3 nhân vật siêu nhân chính, đó là Vol, Gina, Kai ha. Thì Kai và Rina là một trong những nhân vật mới xuất hiện thôi ha. Chúng ta sẽ xem hình dáng của nhân vật siêu nhân Vol này như thế nào ha. Sau đây. Thì đây là một cái dạng figure bằng nhựa. Anh không biết đây là nhựa PVC hay là ABS ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cái khớp của cái siêu nhân này ha. Xem giống cái nhân vật mà Kai chúng ta đã mở trước không. Thì cái đầu này đó là một cái khớp cầu rồi ha. Xoay thoải mái cho chúng ta. Ngẩng lên ngẩng xuống được luôn này. Lên xuống xoay đi 360 độ vai ha. Xoay 360 độ thoải mái ha. Chân tay này chúng ta đưa lên đưa xuống ở cái góc như này ha. Và ở chỗ cái phần gần cái cùi chỏ này nó có một cái khớp xoay 360 độ chỗ này, chỗ cái bàn tay nó cũng xoay 360 độ được, nhưng ngón tay sẽ không có khớp ha. Và chỗ cùi chỏ này chúng ta sẽ cũng có một cái khớp để chúng ta bẻ này ha, ta bẻ này ha, bẻ ra lên được góc 90 độ ha. Bẻ ngược về sau thì không được. Phần ngực này thì nó chuyển động được một chút ha. Ở đây anh nghĩ nó sẽ có một cái khớp nào đó để gắn hai cái phần này lại với nhau. Chân thì thoải thoải mái vì đây là một cái khớp cầu. Ta sẽ trước sau nghe dọc ha. Ở chỗ gần cái phần đùi ở trên này nó có một cái khớp xoay 360 độ chỗ này. Đầu gối ha, đầu gối có một số bánh răng bẻ được ở phần cổ chân, bàn chân ha. Khớp cầu xoay thoải mái ha. Thì khớp con này thì cũng giống như con cái chúng ta đã mở hôm trước màu đỏ ha. Nó sẽ không giống như những cái figure chuyên nghiệp của những cái dòng cho lứa tuổi lớn hơn ha. Nhưng với lứa tuổi 7-8 tuổi thì nó vẫn rất là ổn ha. Tiếp theo ở trong đây ta sẽ có một chiếc xe này gọi là Speeder V ha. Thì của chiếc xe này theo nhân vật Paul sử dụng ha. Ở cái đầu xe ta sẽ thấy giống như hình con sóc hay con cáo ấy, của nhân biểu tượng cho nhân vật Paul này. Ta thấy cái mắt màu vàng đây, đây cái miệng này ha. Xe này thì nó sẽ hơi khác với cái xe của Red Wing V. Cái bánh sau này nó không phải là tổ hợp chập lại của hai cái bánh mà nó chỉ là một cái bánh này thôi và cái bánh này nó sẽ nhỏ hơn bánh hay trước xe màu đỏ ha. Nó giống như một cái xe cảnh sát, giống như hai có hai cái hộc đằng sau như thế này ha. Và bởi vì nó không có cái hai cái bánh xe nó chọc vào nhau nên con này nó sẽ không đứng ấy được, nó khi chúng ta để nó sẽ hơi, nó phải có một chỗ nào nó nghiêng như thế này. Và ở bên hông đây nó sẽ có một chi tiết này, nó là như là cái chân trống của cái xe này ha. Thì chúng ta sẽ để như vậy thì chân trống ha. Thì chiếc xe này có một cái form dạng biến hình ha. Thì trước tiên là hai cái hộc ở đuôi xe này ha, ta sẽ kéo lên như này ha, và nhìn này. Đó, kéo lên tương tự bên này ta sẽ kéo lên. Và cái phần thứ hai là ở hai bên hông, cái phần trước của xe này hai bên nó sẽ bung ra và nó sẽ là hai cái nòng súng hai bên bánh ha. Để kích hoạt nó chúng ta thấy ở chỗ cái
Mũi xe nó có một cái nút màu vàng ở đây ha. Bật sang ha, chúng ta bấm vào cái nút này. Thì nó sẽ bung ra cái phần vũ khí ở đây, hai cái súng ở hai bên này ha. Đó, như vậy chúng ta đã chuyển sang cái dạng form với hình ha, nó chơi cũng khá là đơn giản. Giờ chúng ta sẽ cho nhân vật siêu nhân này vô này ngồi lên ha. Thì chúng ta chỉ điều chỉnh cái xe này thôi, giống như cái phần hôm trước đấy. Đây. Lại. Ngồi lên ha. Cái trống này. Thì kích thước cái xe này nó cũng giống như cái con chúng ta mở khoảng dài 20 cm đó, ngồi như vậy ha, rất là ngầu ha. Nên ta sẽ đóng cái này lại ha, đẩy cái này xuống, đẩy cái này xuống, thì cần thì bung ra ha, bung này ra, bung ra. Và bấm cái nút này ha. Như vậy thì anh đã mở hộp ta cái mẫu của tôi chơi theo bộ phim Mini Fox phần 5 ha, Mini Fox V-Ranger là biệt đội sinh nhí hộ vệ rừng xanh ha. Thì mẫu chúng ta mở hôm nay đó là cái nhân vật siêu nhân vô dạng biến hình siêu nhân và cái xe của anh ta đó là Speeder V ha. Thì vô thì là tốc độ ha, cái tên xe của anh ta sẽ là Speeder cũng là liên quan đến tốc độ tiếng Anh ha. Về cái chất lượng đồ chơi ha, thì chúng ta cũng khá an tâm bởi vì nó là cái dòng chơi được phân phối bản quyền chính hãng ha, trong một cái hãng thứ ba sản xuất dưới bản quyền của hãng Shinhan hay dạng Sam Hàn Quốc ha. Kích thước cái sinh vật siêu nhân này khoảng 14-15 cm ha, với các khớp cũng khá là ổn, vừa đủ cho lứa tuổi 7-8 tuổi chơi ha. Nhưng phi cơ này, cái chiếc xe này xe Speeder V này thì chiều dài đó 20 cm ha, cũng khá là lớn, thì nó cũng có những cái phần chi tiết biến hình giống như trong phim ha. Ví dụ như chi tiết cái đuôi này ha, là cái phần vũ khí trước như này, có nút bấm. Thì cái mẫu này thì nó thiên về cái dòng mô hình nhiều hơn ha, mô hình nhiều hơn, nó không phải là dòng lắp ráp biến hình Transformer. Những cái mô hình ta chơi trưng bày cận đấy hướng lứa tuổi 7-8 tuổi ha, mô phỏng thì cũng giống như những cái nhân vật cái phương tiện xe trong trong phim ha. Thì video mô hình của anh đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.